Thôi bố à, bây giờ bố suy nghĩ kỹ chưa bố? Bây giờ bố làm như thế, bây giờ làm sao suy nghĩ? Bố mời hết mọi người rồi, suy nghĩ cái gì? Không phải cho con của nhà mày đâu mà bây giờ mày bảo suy nghĩ cái gì? Rồi đây em... là hạnh phúc cả đời của chị rồi. Bố đã tổ chức như này rồi, mời họ hàng đầy đủ rồi. Bây giờ mày bảo suy nghĩ cái gì? Bây giờ con không ngờ bố chọn thằng đấy luôn ấy, bây giờ chọn gì? Bố à, bây giờ bố hủy ấy đi bố ạ. Không hủy nhất gì, bố đã mời họ mẹ rồi. Dẹp ngõ cho chị mày. Chị yêu ai là chủ quyền của chị đã lựa chọn rồi. Thì đấy là kể cả là người xấu như nào chị vẫn lựa chọn. Mày không ấy có tốt đâu chị. Không có cái quyền mà mày xía vào cuộc đời của chị đâu nhá. Nhưng mà nó có tốt gì đâu, chị xem nó đi, nó có được cái gì. Tốt hay không ấy, tự chị hiểu nhá. Dạ cũng là chị như thế luôn, chị chọn nó như thế. À, anh à. Cháu à. Anh ơi, thôi. Anh nhìn em nè, bố em với em vừa làm cái tập đánh xong đang chơi với chú này. Đấy, bác con chú nèm cũng gần xong rồi. Được không? Thế bác làm sắp xong rồi, hoàn thiện cháu ở bên kia cháu sắp xong rồi đấy, đấy thì anh sắp sắp xong rồi, bây giờ cháu ghé qua đây cháu xem bác làm thế nào luôn. Đấy bác chuẩn bị hết rồi. Dạ vâng. Đẹp nhở. Thì nói chung là bác bên nhà cháu thì như nào? Bên nhà cháu thì nói chung là anh chị em cũng hộ một tay một chân cũng xong rồi, sắp xong rồi. Thế bên này nói chung là nhà bác thì... Đấy bác anh em đi bác cho bác thì gần tối nhà xong mai anh à, họ mẹ cho bác đến đây, bác bỏ mấy cái ghế này ra để cho nhưng mà dạ đám cưới này của nhà em hơi sơ sài anh ạ, bởi vì là thế mà ui nhà bác bao nhiêu người đến dự đám cưới mà sao mà ghế bàn ghế cũng nhiều đấy bác. Bác làm độ bao nhiêu mâm? 20 mâm thôi, gọi là mời khách đến để nói tiếp thì cháu thôi. À bố ơi, bây giờ nói chung là bác thiệt vui rồi, nói chung là cháu nhân đây cháu nói với bác là đến được như là hôm nay thì cháu cũng thật sự là cảm ơn bác đã sinh Thư và bởi vì trong cuộc sống thì cháu đã gặp được Thư là một cái điều may mắn bác ạ, nên là cháu cũng muốn là nhân đây là cháu nói với bác là cháu cảm ơn bác rất là nhiều. Anh cũng cảm ơn em là em hơn nói có vấn đề gì đâu. Bố giờ bố suy nghĩ lại đi, bây giờ anh nghe nghe không không suy nghĩ gì, bố đã mời họ mẹ rồi. Giờ anh Kiên vừa yêu cái Thư, giờ sao bố cho nó? Còn giờ bố suy nghĩ là đi. Này đúng cái gì? Không vui cái gì hết. Không phải trường ngày vui của tao đâu. Còn một người thế cháu vào đây uống nước. Dạ. Vâng. Ôi bố ạ, bây giờ anh Kiên đang yêu chị Thư như thế, bây giờ bố đổ chức cho nó. Này, chị bảo mày nhớ đây phải chuyện của con. Bố đã mời họ hàng xong hết rồi. Bây giờ là dạp tổ chức hết rồi, bao nhiêu tiền đổ vào đây rồi. Bây giờ mày bảo là chị hủy hôn hay là không cưới anh qua thì cho cười thế này à? Nhưng mà em không đồng ý, em không chấp nhận. Thế thì cũng được. Thôi thưa em. Tao lấy anh qua chứ bắt mày lấy anh Quang đâu mà mày phải lăng nhăng lên. Được rồi em vào đây ngồi. Chị lấy nó sau này chị thôi à ngươi mà. Gì đấy? Đây là anh sang anh lo chuyện với bố em ơi. Sang đây làm gì? Chúng mày đi chưa? Ngày mai nè và bác nè tổ chức cho con nhà bác rồi, chúng mày đây làm gì? Chúng mày đến quậy phé cho tao à? Suy nghĩ lại đi bác. Suy nghĩ chưa? Suy nghĩ cái gì? Ngồi ra. Tao với Thư chuẩn bị cưới nhau này. Mày nhìn đi chưa? Bộ mặt này mày rồi chẳng cần chị Thư hả? Bác ơi, bác suy nghĩ lại đi. Chứ bây giờ bác lại suy nghĩ như thế thì cháu không còn cơ hội nào nữa rồi bác. Không cơ hội gì, bây giờ là bác cưới cái Thư nha bác. Nè bác mời anh em họ mẹ rồi, bác dẹp đi rồi. Đúng rồi bác. Bây giờ bác bình tĩnh, bác suy nghĩ, bác thôi, không được. Không khuyên ngang gì cả, tốt nhất sao khuyên chúng mày đi về. Bởi vì chúng mày không có sự lựa chọn đâu. Còn nếu mà thích thì sang đây một góc vui chúng tao thì tao ủng hộ. Tao làm luôn một năm cho chúng mày ăn. Lại tao không cần được chưa? Sao tao không cần? Cần được. Bà tao mày mẹ như nè, tôi mua cơm chứ không lẽ bác cũng không ai đâu. Bác này bác đặt thuê. Bác ơi, em ơi, bây giờ bác mình tính nhà. Chung vui với tao thì ý với tao bảo anh chị tao làm cho một mâm. Thôi bố ơi. Vui với tao cũng được. Này, mấy bác cứ họ vui. Bác em tao này nó có gì tốt bằng anh kia đâu. Bác đã mời họ mẹ thì bác rồi. Nên là chúng mày không nói nhiều. Chúng mày nói nhiều thì về để lo liệu cho thằng Kiên. Thôi bác ơi, không cháu về cháu đi cho anh Kiên một cơ hội bây giờ bác phải cho anh Kiên một cơ hội ấy, để bác mời người họ mẹ cái bác rồi bây giờ các cháu là về lo liệu mi mẹ anh Kiên về lo liệu cho nhà Kiên ra thì hết giảm ra không 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 chung vui thì ta đồng ý mà ghế này đi phá đám này hey, mày bác chưa biết thì có người đúng rồi bác ạ. Mày mình nghĩ làm sao mà tao phải ủng hộ cho mày hả? Bây giờ em nghĩ lại đi, bây giờ em thì cưới nó, bây giờ em xem em được cái gì không? Tôi chẳng phải gì phải nghĩ lại cả. Cuộc sống của tôi ấy, tôi tự lựa chọn được. Tôi bảo với anh rồi, tôi với anh chia tay rồi cơ mà. Chị cứ tồi đấy, chị bây giờ chị tồi đấy, chị xem nói gì đi. Bây giờ chị tồi nào mà nói ít
gia đình nhà bác, bác già của anh mời luôn là chuyện của em mà. Chúng mày biết cái gì mà chúng mày về lo liệu tốt nhất à? Thôi bố. Nếu mà ấy, hôm nay mà bác ấy tổ chức cho thư, bác dặn gói thư thì cháu phá đám cưới luôn. Tao đố mày luôn này, bác ấy bác thế hè mắt dậy không à? Không sang chung vui. Cháu không phải đố, đây là cái việc của gia đình nhà bác. Vâng vâng. Gia đình nhà bác thì bác sẽ ấy, bác không cần phải cháu giải quyết cái việc này nhá. Bá luôn thế nhá. Bá luôn thế nhá. Không thể được nhá. Đập luôn này ra. Mày thấy mày kiếm người đập luôn này ra đi. Tao đập luôn em thấy ra đấy. Ngày hôm nay em cưới rồi, mai sau anh sống thế nào? Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa mãi một đời. Nợ duyên đến nay mình trả hết rồi. Thế okay. Được. Có bố thử ở đây nhá, tao đố chúng mày làm gì được. Không bao giờ làm được luôn. Mày thách đố anh em tao. Có cái thằng Dũng nhá, bố cho nó một thời gian đi bố. Bây giờ bố thuê người ta bắt dẹp rồi nhá. Mày đừng để cho bọn thằng Kiên đến đây nó phá hại gia đình nhà mình nhá. Để cho bố phải vất vả nhá. Bây giờ bố phải tìm hiểu nó xem nó một thời gian nào chứ. Giờ chưa gì bố tổ chức cho nó rồi. Bố lo cho chị mày cho xong đi. Mày không về thì mày còn đi bợ. Nếu mà bây giờ bác mà không cho cháu cơ hội như thế thì cháu xin phép bác là cháu cũng đi về. Đi về đi con nghỉ. Đi về đi. Bác nói nhưng mà người ta đến người ta bác dẹp cho rồi. Lội mẹ như bác mời rồi. Còn mày chúng mày về thì mày lo ăn liệu cùng với mẹ thằng Kiên nhá. Đi về lo liệu cùng với mẹ thằng Kiên. Tao đố chúng mày là tổ chức rồi đấy. Tao đố mày luôn đấy. Thôi anh ơi. Thôi anh ạ. Bây giờ cái người cái gì? Chị Thư bây giờ đi theo người khác rồi. Tao phải cười thôi Thư nhờ. Anh với em lúc nào cũng vui cười vẻ thôi. Cười cái gì? Này, cái gì thôi, này, có nhìn kìa, thôi, này. Này, mày đến chúng mày hành hung cái gì á? Hả? Mày đến cho tao mới, chúng mày nói chúng mày hành hung gì? Hành hung rồi này, bọn mày về đi, về nhà, chúng mày đi đi. Bây giờ, về nhà, chết đi. Bạn rất vô khổ mày, thế bạn không muốn lấy đấy bác. Thế chúng mày đến đây để đi vào hùa với cái này. Mày xe đi về. Về, xe về. Thôi bây giờ chúng mình vào dọn tiếp đi. Vâng, xe đi về, xe đi về. Thằng Dũng bê bàn ghế ra để ấy ra để mai họ bạn đến nữa ấy rồi. Không kệ nó. Về, chúng mày về đi, chúng mày về với nhà thằng Kiên. Đi về. Bố ơi, may quá. Xe đi về, xe đi về. Mày lấy tiền mà lấy được cháu là cái này. Cái thằng này đó. Tao nói thẳng là biết đổ để xem là chúng mày tổ chức như thế nào. Đấy chúng mày về nhận kết đi. Bảo với miệng rồi. Thôi chúng mày dọn nhà cháu có theo không? Cháu có theo không? Cháu mày nó có đau gì đâu bố. Nó ra tạo thế mà. Mày có biết cái gì mà. Thôi trong ngồi chạy bên đi. Còn thằng Dũng bê bàn ghế ra đi. Không tối khách người ta đến. Bê bàn ghế ra. Thằng Dũng kiếp bàn ra. Đúng rồi thôi em giúp bố một tay một chân. Xong là bây giờ ngày vui của chị thì em hỗ trợ bố đi, với cả anh chị đi Dũng. Con kê bàn ghế ra. Kê đi, là tối là một mình đấy à? Em lại đứng như thế. Em không thích như thế. Mày không thích thì mày không có, mày gọi nhờ tối bố cho mày. Cô mày đến rồi, bác mày đến rồi, mày phải bác ra như việc không người đến ngồi nước chứ. Để cho phụ quá. Bây giờ bố xem nó xứng đáng cưới chị được chị Thư không? Mày tự làm đi, nói nhiều ấy. Bây giờ nhà anh xong rồi anh muốn sang đây xem là thôi cháu không gọi nữa, cháu hộ bác đi bàn ghế này ra. Để tối nhà bác có khách đến chơi đi để ấy. Cháu cho bàn bác. Rất 1-2 hôm nữa thôi là chị đi lấy chồng rồi. Mày có xử đối cố bảo đối xử tốt với chị đi. Còn không ấy thì tao với mày đừng bao giờ làm chị em nữa. Thế còn, thôi. Còn chị lấy nó sau này chị hối hận chị tự chịu thôi. Tự chịu. Chẳng việc gì cho mày sợ gì cả, nó không hối hận gì hết. Sau này đi chị mới biết. Thôi anh ạ, giờ khuyên, mình khuyên có được nữa đâu. Nếu mày mày không được cái gì, mày đi vào nhà thì đâu ngớ mắt. Thôi đi vào anh ạ, chứ nhìn ngớ mắt lắm. Giờ mình khuyên ngăn cái gì bác cũng không hiểu đâu. Nhìn mãi không được. Xem sau này cưới thằng này sau này hối hận thôi mà. Đúng rồi. Thằng này có tốt gì đâu. Thôi đi vào đi. Vào đi. Vào đi.